xin các bạn, đây là một cái nói chung là một cái gói hàng mà mình đặt trên Shopee nha. Cả đây là cái con chuột, nói chung là con chuột gaming á, chuột để chơi gaming. Nhưng mà mình bực một điều ở đây á, không phải là giao hàng rồi, cái này quay thì mở hộp thì không nói chi, thì quay cũng như có video để gửi phản hồi lại cho shop. Nhưng mà bực mình một cái khi mà giao đơn hàng, cái chị mà giao hàng á, đã chạy tới chỗ nhà mình, đã nhìn thấy mình, không hỏi mình luôn, không biết mình, đã gọi mình gọi hai cuộc, đã gọi lúc đầu gọi nhưng mà lúc mà chạy ra qua mình nó hỏi phải mình tên này tên nọ không, rồi mình kêu rồi lúc sau bà gọi xong. Rồi lúc xong mình vừa đi ra cổng, bà mình chưa kịp mở cổng để nhận luôn, mình cách khoảng đâu là khoảng hơn 15m á, rồi bà đem cục hàng hề, bà nhét vô cổng, bà ném vô trong á, mình bực mình vãi cái đái luôn, thề với bạn á, đứng lúc đó là sôi máu luôn á, gấp cái gì chứ không phải giao cho người ta đàng hoàng chứ, vãi đứng không thèm nói gì. Lúc mình đi rồi, lúc đó mình đi rồi, mình tới gần khoảng đó 5m rồi là mình móc điện thoại ra, mình định chụp hình phản hồi lại cho bên cái người bán Shopee á, hoặc là bên giao hàng tiết kiệm á, bên cái này bên giao hàng tiết kiệm mấy bạn, rất là bực mình cái chuyện đó. Rồi lúc sau bà chị bà thấy mình đứng á, móc điện thoại ra rồi bà quay lại hỏi em ơi chị để hàng đó kìa, chị để đó giờ cho em nha. Rồi lúc sau bà đứng mà nhìn mình, mình móc điện thoại ra, mình chụp hình, mình thôi cũng kệ người ta đi, lúc đầu bực lắm á, thề luôn không thể nào mà chuyện mà ấy được. Mình coi trên Facebook rất là nhiều bên giao hàng tiết kiệm bị bóc phốt rất là nhiều, rất là điên máu cái vụ này đó, không phải mà mua cái hàng ấy đó. Giờ mình sẽ quay video mở hộp, nhưng mà bất cái chuyện mà giao hàng cho khách mà kiểu không tôn trọng khách, rất là thằng máu. Nói chung là mệt lắm, bóc phốt bực cả mình. Ok, thì đến đây mình sẽ review mở hộp con chuột gaming nha. Con này mình đặt trên Shopee với lại cả cái miếng lót chuột là nếu tính cả miếng lót chuột là khoảng là 102.000 nữa bạn. Đấy. Đây giờ mình đang mở hộp đây. Đó, giờ mình sẽ coi chuột nó xài được hay không. Đây chuột xài trên máy tính nha. Đây nó biết shop nó tặng cho mình cái lót chuột, là không biết là cái lót chuột này là tặng kèm hay là phải mua riêng, nên mình mua riêng. Đấy. Đó nó tặng kèm luôn á. Đây, giao hàng rất nhanh luôn, 2 ngày đã tới rồi. Shop từ Hà Nội các bạn. Đây. Wow, shop dễ thương ghê á. Đây, cho mình luôn cả một cái móc treo này. Đấy, móc khóa rất là đẹp. Wow, dễ thương vãi. Ok. Và đây là cái hình ảnh con chuột nè. Đây, giờ mình đang bực mình đây. Rồi. Ok. Coi ở trong con chuột này có gì. Wow, ở đây là mình sẽ có là mini lót chuột. Và cái mini lót chuột này thôi, mi lót chuột này cũng rẻ thôi. Đấy. 5-6k vậy. Ủa? Chuột này chuột gì đấy? Chuột có dây không vậy? Ok, giờ mình sẽ mở ra nha. Rồi. Mình thấy nó kiểu như không dây á, mình đặt cái loại có dây mà chuột này chuột có đèn nha các bạn. Ok. Rồi. Sắp qua nào. À có dây, dây nằm ở dưới mà mình không để ý. Rồi đây. Đây, chuột có dây đàng hoàng nha. Quả rất là đẹp luôn. Quả wow. Các bạn nghe tiếng nè, trường rất là xuống. Cái này làm cái gì vậy? Chuột này không có nút bấm ở bên, kiểu như chuột bình thường á, kiểu có đèn đẹp là được. Mình thấy mấy cái loại có bấm bên đây nè, mua cũng rẻ, mà mình thấy cái shop này nó uy tín á, nên thấy người ta đặt rất nhiều, tới 7k mấy lượt đặt luôn, nên mình đặt. Ok, thì review ở đây thôi, lát nữa mình sẽ cầm máy tính mình cho các bạn coi nó có đèn không nhé. Cái này có nó có đèn á. Ok. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ cắm một con máy tính của mình nha. Đây, hiện tại là mình đang mở Google đây. Có cái nút cắm USB đây, coi đúng cái đập của nó không nha. Như mình thấy cái đầu này của nó hơi bị mót một tí rồi. Đấy. Nó hơi méo một tí nè. Không biết do làm hay sao hay nó bị chảy nhựa. Nhìn nó đều đều hả? Kệ cái cắm của thử đây. Rồi. Ok, đợi mình tí nha. Khá là cứng. Rồi, máy đã nhận. Đây, có đèn. Đấy. Đó, wow, đèn có đèn đổi màu luôn. Đấy, đổi màu liên tục. Rồi giờ mình sẽ khá là mượt đấy. Để mình vào một web đổi lại đi. Rồi. Để thử. Đèn đúng không? Đây. Khá là mượt, bấm khá là ổn các bạn. Rồi ok, bấm khá là mượt á. Hãy đèn nó đẹp, còn cái nút này nút gì cũng biết. Như cái này có cái nút để chuột. Ok. Rồi. Nhìn
sơ qua thì cái chuột này khá là ngon, cái lót chuột cho khá ok, mua giá này rất là ổn. Dây dây rất chắc chắn các bạn, nhìn không giống gì đẹp đâu, dây nó bọc ấy rất là kỹ. Rồi cảm ơn các bạn đã coi clip này nha, đấy, chuột rất là đẹp luôn, gaming đấy. Thank you.